Lạy Chúa, con là người trụ gia đình, về đây bên Chúa đêm lễ Giáng sinh, nguyện dâng lên Chúa khúc hát tôn vinh. Con mong ước gia đình sống ân tình, dâng cao niềm tin. Và lạy Chúa, con là nội trợ gia đình, quỳ bên hàng đá dâng những câu kệ, thành tâm xin Chúa xuống phúc ân thiêng, cho con cái ngoan hiền sống chung kiên, gia đình bình yên. Gia đình là khuôn nối sự sống, gia đình trường lớp dạy yêu thương, gia đình là mái ấm sáng mẫu gương thơm hương, gia đình là nhân chứng tin mừng. Lạy Chúa, con là người trụ gia đình, về đây bên Chúa đêm lễ Giáng sinh, nguyện dâng lên Chúa khúc hát tôn vinh. Con mong ước gia đình sống ân tình, dâng cao niềm tin. Và lạy Chúa, con là nội trợ gia đình, quỳ bên hàng đá dâng những câu kệ, thành tâm xin Chúa xuống phúc ân thiêng, cho con cái ngoan hiền sống trong kiên, gia đình bình yên. Gia đình là khuôn nối sự sống, gia đình trường lớp dạy yêu thương, gia đình là mái ấm sáng mẫu gương thơm hương, gia đình là nhân chứng tin mừng. Lạy Chúa, con là người trẻ nhất nhà, mừng Noel đến giữa tiếng vui ca, nguyện dâng lên Chúa những ước mơ xa, cho tin mến chan hòa tháng năm qua tươi như màu hoa. Và lạy Chúa, ra đời chọn một gia đình, để cho nhân thế dõi bước chung trình, dựng xây hạnh phúc giữa cõi nhân sinh, chăm lo sống quên mình sống chân tình, gia đình đẹp gì. Gia đình là khuôn nối sự sống, gia đình trường lớp dạy yêu thương, gia đình là mái ấm sáng mẫu gương thơm hương, gia đình là nhân chứng tin mừng. Gia đình là khuôn nối sự sống, gia đình trường lớp dạy yêu thương, gia đình là mái ấm sáng mẫu gương thơm hương, gia đình là nhân chứng tin mừng. Gia đình là nhân chứng tin mừng. Gia đình là nhân chứng tin mừng.